Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với dòng Luxury. Video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái dòng bao da dành cho điện thoại V2 Quest. Hiện tại dòng Luxury đang phân phối và bán ra thị trường cho anh em. Đây là mẫu bao da Quest ở bên mình. Đây mọi người xem nhé, bao da tất cả bên mình đều là may thủ công và da của nó là da xịn và da thật 100%. Đây mình cho mọi người xem các góc cạnh, các đường chỉ này, cực kỳ sắc nét luôn. Và thợ bên mình là tay nghề cực cao, bên mình có xưởng chuyên làm đồ da lâu năm. Còn bên trong này của nó được thiết kế bằng một lớp lót bên trong chống trời và bảo vệ cho máy. Bây giờ mình sẽ thử máy và bao da cho mọi người cùng xem. Đây, vừa luôn các góc cạnh của nó. Cái foam bao da này của nó là theo dạng foam bao da chuẩn của máy, của dòng V2Quest của hãng, thì người ta cũng làm như thế này. Tại sao cái trên đỉnh đầu này nó hơi phồng ra như thế này? Bởi vì cái phần thiết kế bao da của nó may ấy, khi nó may nó ôm sát hai bên rìa này thì cái phần da này chắc chắn là nó sẽ phồng lên. Và thứ hai là cái kiểu này là kiểu của hãng, cho nên mình sẽ làm theo bao da dạng của hãng cho anh em dùng. Đấy, bao da bên mình làm thứ nhất là vừa khít và ôm chuẩn vào cái foam của máy. Và một phần nữa là nó khoe được cái phần logo ở bên trên này nó ra này. Trên này nó cao hơn một chút để là bảo vệ chống trời và khi anh em rơi nó không bị chạm vào đến bên trong máy này. Có rất nhiều xưởng người ta làm bao da nhưng do phần quan trọng nhất là người ta không cái foam chính xác 100% của máy. Nên tại sao mà khi anh em mua về xong thì nó sẽ bị chật. Và khi đút máy vào, khi mọi người rút ra theo năm tháng thì cái phần da này nó sẽ bị mòn. Còn bao da của bên mình làm sẽ hơi rộng ra một chút để cho anh em khi mà tháo máy ra ấy, nó không bị mắc hoặc nó bị kẹt mà cầm nó vẫn chắc được con máy. Và điều hay nữa là khi mua bao da bên mình sẽ được tặng thêm 3 miếng dán màn hình miễn phí. Có nghĩa là miếng dán này khi anh em dán lên trên này ấy, thì nó sẽ chống trời chống xước được màn hình cực tốt luôn. Và cái miếng dán này bên mình đã đo kích thước của nó chuẩn 100% rồi. Cho nên anh em mà nếu như Hà Nội thì mang qua cửa hàng bên mình dán cho. Còn nếu không thì bên mình sẽ có video hướng dẫn anh em dán miếng dán tại nhà. Nếu miếng dán này anh em bình thường đi mua không có, còn nếu như có thì cũng bình thường phải hơn 100.000 một cái tấm dán này. Đây, bao da bên mình. Chất lượng da đẹp luôn, mịn màng này, xốp. Còn dòng giá da của nó thì nhìn nó chán đời lắm. Anh em mà khi mua bao da bên mình mà nhận hàng mà không ý, không hài lòng thì bên mình hoàn trả tiền 100% cho anh em. Riêng về bán bao da thì không có bên nào mà dám cam kết như bên dòng Luxury. Đấy, bao da bên mình làm cực đẹp luôn, chất liệu da không gì để chê cả. Ok, chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo nhé. Mọi người có quan tâm đến link phụ kiện của dòng V2Quest thì liên hệ với dòng Luxury. Chào mọi người.